ngày Khánh Hạ Yến mở trường sinh, Yến mở trường sinh nhịp bài ban ban khắp hết na. Sân nghe đàn quê Hãy
lắm ngay cầm quyền thánh chúa bầu tăng tôi tung tôi lệnh truyền thủy bộ sư dinh trình tề đại giáp chơi biển trần xa du lịch bốn phương nhìn có phen tuần thu sông thương giờ về tỉnh Bắc quê Dương ngang lục đồng xuống thác vui chơi thuyền rồng sắp mái chèo bơi dọc ngang tung mạnh là ông đi về đền thờ quan ban tiếng kiều vàng long môn hồ bạc thạch bàn mấy con đi hóa tức thì lâu đài điện cắt dân nước về hoài quốc một khi truyền quân lấy ngọc lưu ly đùng đùng dân nước phép thì không ai đa qua đại giang sông thao sông cà kéo quân thủy ngài đóng mà ba chẳng nghe sướng ca đàn hát tầm tành thì ngâm phú vinh tàn tranh đông chơi hình người ngọc ngà hương yên trăm xa chín bao toàn kiếm bị trang tâm thành kính tiến tuần nhang thì mời quan lớn để tam đi đạo đồng của thái bình sống trong bình đẳng đất lành gian danh thắng thiên nhiên mà đặt về địa thế tự nhiên trung linh dục tu khí thiên linh hồi giải gian thế mạch dòng quân lượt nghề chiếu tàn tôn khi vượt tụ lại địa đứng nga thiên giác kỳ tài hùng mạnh cái thế dẹp loài để xâm thăng chống nghe cầm tay chiêm vang anh họ đốt xanh vàng xin nổi nga ra nghe tại con ta cấu đầu thượng thủ kiếm văn trầu quan đệ cũ tuần xanh nghề lấm liệt tung mạnh giao y lấm liệt na tung hoành trừ tà đi sát quỷ binh danh đập y tương tài thank you.
thầm bác đi cảnh đi ở linh đình bạch hạc nghi phong châu dựng đền xa tắc dài lâu như tiên tổ đời sau đi còn chuyên đề. Vừa gặp hồi bể thiên na sông lặng im chiều bách ngơ thần gia tăng phong công quan tuần tranh lập biệt oai hùng cứu dân đi hộ quốc đi nên công ngập đi hàng đầu lớn tuần ngài truyền mang các quan y tả cơ hướng đổi lương đan máu hạt quân thủy quân phục đôi hàng thiên bình vạn mà hắc hà ghém đi lệnh truyền thiên đồng vàng tư tơ văn sớ dâng lên nước lai sớ kim thân nghi quan vì tơ đời rõ ràng đủ cho giúp anh đôi đào lần rợn
đêm phượng quang đôi bên. Quan tuần đi chắc giang ngự lên sập dầu kiếm tạm rơi ý mà. Sắc bàn phong kim chi tạm rơi ngày chóc chư tinh quan tuần nhìn bàn phép nga muôn linh nghề quyền ngài cai quản nga chư tinh nhà trời mình ý quyền bóng quý nhầm lộ truyền ta hay là cách
trớn giang hà, cầm cờ chỉ núi núi đà để ta không. Tiếng nước danh nga tung hoành sóng lớn, cánh nam bồng nghề nước nhiễm bồng lai. Khi chơi bạt chúc bạt mai, bạt loan tiệc ngọc xung về dưỡng ca. Các bộ ngang xa tay về quê, ông dạo chơi thành thị hồ tiên nắng. Ba ngàn thế giới chư thiên, tiếng ông đi ngủ khắp biển để đông tây. Nguyện để muôn ban trăm đường, tiền tài lưu lắc bát vàng để ta. Nguyện thứ ba cho canh hồ đắp lê, cho họ trần có thu quý sàn dầu. Bốn nguyện đồ được sống lâu, nhờ quan âm được phúc lâu giàu bền. Năm nguyện quốc thái dân an, qua cơn minh tình giật nan được thái bình nhẹ. Sáu nguyện quan sang bản đền, vua phù đề tài mọi miền được vinh hoa. Bảy nguyên phúc đăng hạ xa, trừ tai hạ ách ông lớn tốc ra hải ngoài. Tám nguyên già trẻ gái trai, già trung trần tộc mọi người được hân hoa. Chín nguyên chắc giác đổ cho họ trần có được người vẫn được vẻ mười. Xin quan cho nguyên thứ con cháu cháu được đời đời hiền vinh. Khi cầm quyền ngọt đường cha sổ, hay ông còn đổi số cho ai. Thiên sinh nga văn võ gồm tài, kiêm chi đôi nước hợp đàn trai anh hùng. Lớn triều tướng là con vua thứ hai, đời Lê Thái Tổ quản tài triều đình. Thằng chó đường tiên có phép
chơi cảnh đây biên niên. Lâu lâu đi phong biển nam soi bình hợp ý giang hà. Nhân kiệt na địa linh tấu quan hoàn diệu giáng sinh hiền. Vào nhà này Nguyễn Tổng nhìn đi danh đi tương tài đấng chung
chúng thân để giữ đạo hương duy. Ra tay huấn luyện binh kỳ, làm cho họ mang kiếp uy hương tài. Tóc phùng vẫn ngang
đi xem càng về nghỉ tốt tươi chắc giáng đi.
mười châu chắc gian từ trung hay còn nam bắc tây đông chốn nào trên thiên ta còn đang cha sổ hay châu còn đổi số uy cho ai có uy có em đi ngự cảnh ơi a bồng ai ngự cảnh đi a bồng mang đi người ta ơi thank you.
kim đình lên sóng nhang đập cờ diệu hai môn chiếu tư chung đài khai chí kính liêng như nhật thượng phá uy hùng thế giới trung nghị nhất điểm yếu như chiều bắt nước thiên khai văn vật sai không làm phép làm phù bà về làm phép làm phù làm mận làm quyết cứu người trần gian bà về mở khóa mở kho tài lộc cho đông đi đã đủ cho phúc đặc hà mở sổ chép tiền bà về mở sổ chép tiền hút tiền về chép cho họ thường hà hút châu về trứng đen bà bỏ trứng đỏ bà phê phê cho họ trần bình an lộc tài vượt tiến đi bốn mùa vinh hoa và đội cho phúc đặc hà sa chúa tiền trường thường này đại chí tính nhưng như múa quạt múa hờ na sợ ba này vì đồng nghề múa quạt múa hờ quạt rừng mâu nghi cú cử rừng cửa phủ cửa đêm cho ba dắt chơi à. Cửa phủ cửa đêm nghề nguyện bà coi sóc các thanh nhi đồng tư xa rộng khoan khai ta trong hiền đứng ngang ngài ngoài tôi đi dốn thiên đình ngang nghìn ca ngâm châu trực mi thác bồ tàn nào đức dần huyền ngài trở ra về trong thôi lại trở ra về khi ra thiên bản lúc nạn về để đôi người ta có khen lên lâu nghi thanh nghe sơn tú thủy hoa phép cầu lục nghề trí thần thông quan cai tam đức phụ cộng đồng quyền bà coi sóc các thanh đồng đi bốn phương năm cửa nhà đầu bà sóc chơi năm cửa nhà đầu khi chơi cầu đất khi sang tới tam ngữ kỳ tòa vì hồng lâu dòng trời năm cửa nhà lâu
thôi lại trở ra về Thanh Hoa vô cát ngự qua tìm hàn. Có nghe trầu ngự đàn trong rào khắp phố tiếng lầu hồng để vào ra. Đôi ngang phố cắt vào sang đi, đôi ngang phố cắt vào ra bóng hồng đụng đỉnh sách đèn đồng để bước qua. Châu mưu tỉnh thanh ca có em châu mưu tỉnh thanh nghi xong nghỉ sơn ba rồi tập tành để vui chơi. Lê mai ngược xuôi nhắm ngay, lê mai ngược xuôi về đến cây thì đến làm tôi thánh chầu. Yêu ai tài lộc chầu ban, lối nhầm chầu của kéo kêu ban thượng và chắc chiêu ngờ trong miền đồng. Hai trăm hoa nghi đem về giấc mẫu màu hoa nào mà chàng tốt tươi thủy tiên sắc nước hương trời. Thủy tiên nam nghi sắc ngon dung nhiều nhiều hoa bóng đơn que nghỉ màu. Hoa thiên lý nghi tuổi vừa đôi tan đủ tầm xuân đi đón ánh nắng ban mai thường thường thoang thoảng bóng hoa. Họp mặt niên thanh về, họp mặt niên thanh quần chân áo chít khăn đi xanh đi què. Sớm không chơi đền đi miếu tỏ tối lại về áp còn liều rắn sơn lâm văng về quanh. Và ủ hồ vào cánh bồng lai có men, vào cánh bồng lai khi ra núi tuyết đi vào đầy nam mây. Cho lần lần cô đàn bà quần để chân nào chít theo phật bà tay quyết thần thông trừ tà chỉ bệnh hư không linh phủ chu quỳ hùng để ai thương. Ngài sai mời cô đàn để bị bưng hộp trầu cửa quế vào ra trôi son bắt được ra.
nở hai hoa đi mình đi nhiều. Tiếng cô hàng ba năm chiều xinh xắn miệng cô cười càng ngắm càng tươi thơ ngâm phú đọc vui chơi cũng đàn tiếng hát lớp mọi bụi mọi hay. Người ta dù ai biết tiếng cô ta tàn nhang nước thải lại hòa như xưa. Miếu dưa đàng lập ngôi đền thờ, chính khi nghiệp trang lần đi lần dần đi vườn múa ôi a nhà bàng vườn múa đi a nhà bàng sơn ni tú thủy hòa ép bầu lục trí thần thông quan ni nga cai quản cai tam phủ nga công nghị đồng tam phủ biến na sau chút lại sửa sang gương lược trầu câu Nam Bắc Tây Đông ý chôn
còn đương cha sổ hay chầu còn đổi số nghi cho ai có nghi phèn có phèn đi ngự cảnh ơi a bồng
trời. Đồi ngang nghe phố cát đứng nhờn như bóng mát đi cây cao. Thank you.
nhầm lối kẻo con dài mây chua thiên khéo miệng khéo tay chúa tiên khéo miệng khéo tay miệng thời tâu đôi tay mày vì vóc rồng theo mẫu vào cung đình hán hài theo mẫu vào cung dìm tấm bóc nơi dầu tiên nạp y vua cha lý lộc ngân lộc ngân châu mới đang ra
thấy vua Hùng Biệt có ông Vũ rất người vốn giàu nhỏ ra. Nghề than thuốc gần xa đủ làm để hoan thì màu kết bạn này trăm năm quỳnh sao hoa nở buồn bỗng nghe ông ngơ bà hòa đổi năm mi mong tháng. Tâm hình hài trẻ thơ đẹp đẹp ngắn thay do cha mẹ sinh ra hai ông bà nại tí qua đặt nề tên con gái từ là cùng mây xanh ra ngọc môi hồng mày ngài mắt vượt lưng nghe ánh hoa ba tuyết ni đẹp lòng mẹ cha. Nghiền bút chỉ thông minh nghe học nghề một biết hai kinh thư giỏi cả văn ta mặt phường mà xâm mi lược bắt nhân khổ đau đói rách nợ nần hay đầu số phận trên thiên định định cho. Vì đông hàn nghi nó miếu mô sao giá kéo quân sang nghi cướp của giết người gây nên tội ác tây trời thai thú tô định nó chính là người chủ mưu. Thú mà cống dâng ngà bói tê giác nhung ngưu bóc nghi rằng mưa nắng lưng quằn đòn gió vòng quân tâm lắng.
phạm giúp nghi nam dân quân trường lẽ hương dân nê sống ngơ ra từ hàn tuy rằng mùa áo xây sang nhưng nghe lòng thanh bạch thì quyết không nào điều
mà lòng đau như xé thục nương nhờ. Gửi mẹ nơi xa ung dung đến trước điều hòa, trả lời dõng dạc rằng ta đây sẵn sàng. Nhân lễ vật ngờ nhà quan mang đến các người mời, mau đứng lui ra chỉ để khăn áo bước ra, kiếm mì vùng miền hết châu bà không ngờ tha kẻ thù. Gian quân thường vua rồi lại ngập thần, đầu xanh sao gặp muôn phần eo lè. Nay những buổi phu thế cầm sắc phạm hương ơi, có mặt chàng không để cho thiếp tỏ nỗi lòng. Ba xuân nay chẳng có chồng ở thế là mát hồng nê ở nay, chốn khoái đồng vạn tài ước niên nê tài hoa sửa gót về tiên, chúng dân dựng điều lập ở đi đông. Tiếng tháng ba bao ngày 17, công đức bà dân chúng không quên. Khoái đồng vực phủ nằm tiền, nhớ ơn chầu bác trên quê đất Nam Thành. Danh thơ mãi cùng với trời đất Nam, sư nữ trung gian mặt lạc hồng. Khuông phủ cho đệ tử Thanh Đồng, vạn niên cát khánh thiên xuân nề thọ chùa. Hồi cung 90 trên suối bao xa, cửu tòa phục san cung cánh lên mây phụng hoàng, tung cánh lên mây. Ngựa về mê cửa ải cây đi về rừng, kể từ buổi thoát vòng trần tục, tiếng anh linh như dục thì gian đi.
khăn điều áo thắm dịu hiền đời nghi thanh tân.